Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình đang có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt một lầu góc hai mặt tiền cực đẹp, vị trí kế bên công viên. Căn nhà này có diện tích ngang 5 sâu gần 18 nhé, tổng diện tích là 83 m², thổ cư 100%, nhà sổ hồng riêng. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế một trệt một lầu gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có view bên hông để mình trồng cây cảnh. Vị trí góc hai mặt tiền đây nhá, rất là đẹp. Khu đây đang có 3 căn đang gửi bên mình bán. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Chiêu Lưu, em sẽ dẫn xem nhé. Căn nhà này tọa lạc tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Góc hai mặt tiền này, mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A. Góc hai mặt tiền thông thoáng, bên hông có cửa sổ và cửa đi bên hông. Đường phía trước là một con đường nhựa rộng tầm khoảng 8 đến 10 m, vỉa hè mỗi bên là 3 m. Ở đây có đường điện âm, nước âm, hệ thống cáp nét âm hết. Căn nhà này có hướng Tây Nam. Nhà mới được chủ nhà hoàn thiện, nhà mới 100%. Đây nha. Phía trước mình có công viên này. Quý vị buổi chiều buổi tối có thể ra đây ngồi, hóng gió hóng mát ở đây. Đây là nơi dân cư an ninh yên tĩnh. Mình mua về đây ở an cư lạc nghiệp là tuyệt vời luôn nhé. Đường rộng này. Bây giờ mình sẽ vào trong để tham quan căn nhà mình. Đi vào đây mình có vỉa hè 3 m. Phía trong mình có sân đậu xe máy. Ở đây mình có sân đậu xe máy rộng rãi đây nhé. Mặt tiền được chủ nhà ốp gạch giả đá lên tới trên luôn này. Phía trong là một lớp cửa chính thứ hai được chủ nhà làm bằng cửa sắt sơn da gỗ rất là đẹp nha. Phía trên là mặt tiền căn nhà này. Đây mình cùng di chuyển vào trong. Ở đây mình có không gian phòng khách rộng rãi ở trong đây nhé. Nhà ngang 5 sâu gần 18, tổng diện tích là 183 m², thổ cư hết, nhà sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay ngân hàng. Quý anh chị có nhu cầu đi xem nhà, alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã tư Chiêu Lưu của phường Tân Nông Hiệp hoặc vòng xoay An Phú hoặc khu du lịch Hố Lang. Alo cho em sẽ chỉ đường cho xem nhé. Căn nhà này giá rất là mềm, chỉ có 2.800.000.000 cho căn nhà một trệt một lầu góc hai mặt tiền như thế này thôi nhé. Có anh chị có nhu cầu mua hãy liên hệ với em sớm để em dẫn đi xem. Phía trong đây là không gian phòng bếp nhà mình rất là rộng nha. Phía trên có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led. Phòng bếp đây được chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn nhé. Nhà rất là đẹp. Phía bên hông đây có cửa đi hai cánh bên đây này. Mình đi ra lối vỉa hè bên hông. Và đây mình có khoảng trống ở đây rộng 1 m chạy dọc căn nhà này. Mình có thể trồng rau, trồng cây cảnh ở đây nhé. Vị trí rất là đẹp. Bên hông nè, đường nhựa bên hông này. Phía trước này là công viên nhé. Đường thông thoáng rất là đẹp. Giá chỉ có 2.8 tỷ thôi, ngay khu du lịch Hố Lang. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em Sơn để em dẫn đi xem. Phòng bếp được chủ nhà làm bằng tủ gỗ sồi, hai dàn tủ trên và dưới này.
Bếp rất rộng nhé, mình có thể kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế đây thoải mái. Phía cuối nhà mình có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan các phòng ngủ cũng như phòng thờ. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho anh chị mình xem tham khảo nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen, tay vịn gỗ gò đỏ và kiến cường lực rất là chắc chắn nhé. Cùng di chuyển lên trên này. Khu vực này em đang có 2-3 căn, một căn là 2,6 tỷ và căn này là 2,8 tỷ, nhà hai mặt tiền. Quý chị có nhu cầu alo cho em Sơn dẫn đi xem nhà sổ Hồng Diên. Khoảng trống cầu thang này, ở đây có phòng vệ sinh chung thứ hai ở lầu trên đây nhá. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Hệ thống cửa phòng ngủ trên đây được chủ nhà làm bằng cửa nhôm xin pha hết nhé. Cửa buồng. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ này có cửa sổ bên hông luôn này. Bên hông này đều có cửa sổ thoáng mát hết nhé. Nhà hai mặt tiền thông thoáng. Quý anh chị có nhu cầu mua về đây vừa ở an cư lạc nghiệp. Nhà hai mặt tiền thông thoáng cực đẹp, giá rất là mềm, chỉ có 2,8 tỷ thôi. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Cửa chính bằng nhôm xin pha luôn nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem alo cho em, hẹn gặp em ở ngã tư Chiêu Liêu hoặc vòng xoay An Phú, em sẽ hướng dẫn đường dẫn đi xem trực tiếp, giá cả thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Đây là phòng thờ phía trước này. Đây mình có phòng thờ rộng rãi nhé. Phía trước nhà mình là ban công. Đây có ban công phía trước này. Nhà rất là đẹp, giá rất là mềm, ngang 5 sâu 18, diện tích là 83 m², thổ cư hết, nhà sổ Hồng Diên. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.